Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, Israel đang mở rộng các cuộc tấn công vào lực lượng Hezbollah trên khắp lãnh thổ Liban, thay vì chỉ giới hạn ở khu vực biên giới. Các mục tiêu Israel sắp nhắm tới là tổ chức nắm tài chính của Hezbollah, bất chấp những cảnh báo từ quốc tế, giao tranh giữa hai bên đang gia tăng từng ngày. Chúng tôi sẽ tấn công một số lượng lớn các mục tiêu trong những giờ tới. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ phải trần cách Iran tài trợ cho các hoạt động khủng bố của Hezbollah qua việc sử dụng các tổ chức tài chính giả sự và tổ chức phi chính phủ làm vỏ bọc cho các hoạt động của họ. Chúng tôi sẽ tấn công các tổ chức này vào ban đêm và chúng tôi sẽ cập nhật kịp thời về kết quả trong những ngày tới. Đó là tuyên bố của người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hakari trước khi tấn công tổ chức nắm tài chính của nhóm Hezbollah mang tên Al-Qaeda Al-Hassan, tạm dịch là khoản vay tốt trong tiếng Ả Rập quân đội Israel cũng phát đi cảnh báo người dân tại một loạt các khu vực ở Liban phải sơ tán. Ngay trong đêm 20 tháng 10, Israel đã không kích, gây ra một loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển các khu vực gần sân bay thủ đô Beirut của Liban. Hàng trăm cư dân trong khu vực đã phải bỏ nhà di tản trong đêm, ít nhất ba chi nhánh của Ankat al-Hassan đã bị tấn công, dù trên danh nghĩa tổ chức này có nhiệm vụ hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình nghèo ở Liban. Phản ứng trước bước đi của Israel, tổ chức Ankat al-Hassan nhận định Israel đang cho thấy sự bế tắc của mình trong cuộc xung đột ở Liban, khẳng định đã có các biện pháp để đảm bảo tài chính của tổ chức này được an toàn. Cũng trong ngày 20 tháng 10, Israel đã tấn công hơn 100 mục tiêu ở miền nam Liban, quân đội liban cho biết có cả quân chính phủ cũng đã thiệt mạng trong cuộc không kích của israel phái bộ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc ở miền nam liban cũng cáo buộc israel cố tình phá hủy một trạm quan sát và hàng rào bao quanh một căn cứ của lực lượng này phái bộ này nhắc lại quan điểm phản đối yêu cầu của israel về việc di tản lực lượng của liên hợp quốc Đáp lại những bước leo thang của Israel, Hezbollah hôm qua cũng phóng hơn 170 quả tên lửa vào nhiều khu vực của Israel, khiến ít nhất 3 người ở thành phố Safed bị thương. Các động thái trên diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận định thương vong của dân thường ở Liban là quá cao, cùng lời kêu gọi Israel giảm bớt một số cuộc tấn công, đặc biệt là ở trong và xung quanh thủ đô Beirut. Trong một diễn biến liên quan, ngày 20 tháng 10, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đã có cuộc điện đàm rất tốt với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, tiết lộ rằng Israel đang cân nhắc các lời khuyên của Mỹ trong việc tấn công trả đũa Iran, song nhấn mạnh cuộc tấn công sẽ dựa trên những lợi ích quốc gia của Israel. Đáp lời Thủ tướng Israel, ông Donald Trump cho biết hãy làm gì mà Israel phải làm thưa quý vị theo thông tin mới nhất được cập nhật cho đến nay các hoạt động quân sự của israel trong cuộc xung đột với hezbollah chủ yếu tập trung ở miền nam liban cùng với thung lũng bk ở phía đông và vùng ngoại ô thủ đô beirut Cuộc tấn công nhằm vào thị trấn Ai nơi có phần lớn dân cư theo đạo Thiên Chúa, đã đánh trúng ngôi nhà tạm của các gia đình đang sơ tán, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Thông tin được thị trưởng Joseph Charles và Bộ Y tế Liban chia sẻ với báo chí. Sau cuộc không kích, các nhân viên cứu hộ tại hiện trường đã nỗ lực tìm kiếm trong đống đổ nát từ ngày 14 tháng 10, khu vực ngổn ngang các phương tiện hư hỏng và cây cối cháy rụi nằm rải rác trên mặt đất. Trước đó, Israel đã yêu cầu cư dân của 25 ngôi làng ở miền nam Liban phải sơ tán đến các khu vực phía bắc sông Akwali, nằm cách biên giới Israel khoảng 60 km về phía bắc. Trong chuyến thăm một căn cứ quân sự ở miền trung Israel, nơi đã có bốn binh sĩ thiệt mạng, hôm 13 tháng 12, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng Israel sẽ tiếp tục tấn công phong trào do Iran hậu thuẫn này một cách không khoan nhượng và ở khắp mọi nơi tại Liban, kể cả Beirut. Tại cửa khẩu biên giới Masna, giáp với Syria, cặp vợ chồng Jala Ferhat cùng 5 người con đang nhanh chóng dỡ đồ đạc từ xe buýt xuống và cố gắng rời khỏi Liban. Ferhat, 40 tuổi, đến từ Baabek, một thành trì của Hezbollah ở miền đông Liban chia sẻ, những cuộc không kích xảy ra trong khu phố của chúng tôi và họ, lực lượng Israel đã tấn công gần nhà tôi. Tôi có con nhỏ, không thể cứ ở lại như vậy được. Trong khi đó, hàng triệu người Israel cũng vội vã chạy đến nơi trú ẩn khi tiếng coi báo động vang lên để tránh các quả đạn pháo bắn trả qua biên giới. Quân đội Israel cho biết, chỉ trong ngày 14 tháng 10, có khoảng 115 quả đạn do Hezbollah bắn trả từ Liban đã bay vào Israel. Một năm trước, xung đột giữa hai bên đã tái diễn sau khi Hezbollah bắt đầu bắn tên lửa vào Israel nhằm ủng hộ lực lượng Hamas trong cuộc chiến tại giải Gaza. Trong những tuần gần đây, cuộc xung đột đã leo thang đáng kể với các cuộc tấn công và trả đũa trở nên dữ dội hơn. Trong năm qua, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 2.309 người ở Liban thiệt mạng, bao gồm cả thường dân và quân đội. Phần lớn trong số này đã mất mạng kể từ cuối tháng 9 khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự tại Liban. Trả lời về mục đích của các hoạt động quân sự tại Liban, Israel cho biết họ đang đảm bảo sự trở về an toàn cho hàng chục nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa ở miền Bắc Israel. Kênh truyền hình Can của Israel ngày 14 tháng 10 dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho biết, thông qua trung gian, Iran đã gửi đến Mỹ và Israel thông điệp rằng chu kỳ ăn miếng trả miếng hiện tại giữa Iran và Israel chấm dứt nếu Tenavis phản ứng hạn chế với cuộc tấn công tên lửa hồi đầu tháng của Tehran. Thông qua các bên trung gian, Iran đã gửi thông điệp tới Mỹ và Israel về điều kiện chấm dứt ăn miếng trả miếng với Tel Aviv, trước đó Tehran cũng phát tín hiệu sẽ không trả đũa nếu Israel tấn công một số mục tiêu chiến lược quan trọng, ngoại trừ cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc hạt nhân. Phần thứ hai trong thông điệp của Iran đặc biệt đáng báo động Iran phát tín hiệu nếu một cuộc tấn công nhắm vào các tài sản quan trọng của họ, chẳng hạn như các mỏ dầu hoặc cơ sở hạt nhân, Tehran sẽ trả đũa có thể bao gồm một cuộc tấn công lớn và vượt qua ranh giới đỏ, điều đó làm dấy lên mối lo ngại về khả năng leo thang xung đột trong khu vực. Cùng ngày, Washington Post dẫn các nguồn tin cho hay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Tel Aviv có kế hoạch tấn công các mục tiêu quân sự ở Iran hơn là các cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ của Iran. Theo nguồn tin, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Biden ngày 9 tháng 10, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đang có kế hoạch nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự ở Iran. Điều này có nghĩa là Israel có thể sẽ thực hiện một cuộc đáp trả hạn chế hơn nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện. Các nguồn tin nói rằng kế hoạch của ông Netanyahu khiến Mỹ nhẹ nhõm. Nếu Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran, giá năng lượng có thể tăng mạnh. Một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran có thể khiến căng thẳng leo thang hơn nữa và làm tăng nguy cơ Mỹ bị kéo vào các sự kiện đang diễn ra hiện nay ở Trung Đông. Hôm 2 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông không ủng hộ Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo các nguồn tin của Washington Post, quan điểm của ông Netanyahu trong cuộc điện đàm với lãnh đạo Mỹ đã ôn hòa hơn so với các cuộc thảo luận trước đây. Washington Post cho rằng một cuộc tấn công của Israel vào các mục tiêu quân sự ở Iran dự kiến diễn ra trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới. Ngày 1 tháng 10, Iran tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Israel để đáp trả các vụ ám sát những nhân vật chủ chốt trong ban lãnh đạo của Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Liban và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tehran tuyên bố 90% số tên lửa đã bắn trúng mục tiêu được chỉ định, trong khi Israel nói rằng nước này đã đánh chặn hầu hết trong số khoảng 180 tên lửa do Iran phóng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant sau đó tuyên bố nước này sẽ thực hiện một cuộc tấn công đáp trả chết chóc, chính xác và bất ngờ nhằm vào Iran. Trong khi đó, lãnh đạo tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cảnh báo các cuộc tấn công đáp trả vào Israel trong trường hợp đó sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Những tín hiệu mới của Israel và Iran cho thấy sự kiềm chế từ cả hai phía để tránh một cuộc chiến tranh lan rộng trong khu vực. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến các vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.